Chưa từng là thợ may, nhưng bà Tuyết vẫn ngày ngày làm bạn với giải và kim chỉ. Qua bàn tay khéo léo, những chiếc mền đặc biệt với đủ loại giải, đủ màu sắc hoa văn được chấp nối từ nhiều miếng giải dụng. Tuy không mấy sắc sảo, nhưng đây là cả tấm lòng của người phụ nữ U60 này. Tôi làm trong việc may mền này nè, cũng trên 10 năm rồi. Thì lúc rảnh rỗi thì tôi may nhiều, còn lúc không có rảnh rỗi thì tôi may ít lại một chút. Cái tâm nguyện là mình đem đến những cái chiếc mền này để cho những hộ nghèo, già, neo đơn để đắp ấm cho họ. Họ được ấm lòng thì mình cũng được ấm. Dù sức khỏe không ổn định, nhưng hễ có thời gian rảnh thì bà Tuyết lại cần mẫn gửi gắm yêu thương vào những chiếc mền. Thấy việc làm ý nghĩa, nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến tận nhà tặng giải với suy nghĩ mỗi người góp một tay lan tỏa việc thiện. Nhờ sự đồng hành này mà ngày càng có nhiều mền ấm gửi đến những hoàn cảnh khó khăn. Cái mền này là nó có một ý nghĩa nhân văn rất là lớn lao. Tất cả tâm huyết của cái người may đã gửi gắm vào đó. Và cái người nhận, người ta cũng cảm nhận được. Tại những người già ta nói là đắp cái mền này thì nó rất là khỏe. Giống như kiểu là cái tâm của con người đưa đến cho mình nó rất là hay. Vậy là hơn chục năm qua đã có hơn 1.000 cái mền nghĩa tình được trao tay. Món quà tuy giá trị vật chất không cao nhưng có thể cảm nhận sự ấm áp của tình người dành cho nhau. Mà trời lạnh đắp cũng ấm áp trong thân thể, mình thấy cũng rất là vui. Cái mền này tuy rằng là nó chỉ là những cái mảnh vải ghép lại nhưng mà nó cũng mang đến cho cái tình cảm con người đối với nhau thật là ấm cúng. Vẫn tiếp tục may quà đến khi nào mình sức khỏe mình yếu á, thì mình may được tới đâu hay tới đó. Tới không còn may nữa thì mình không may nữa.